Ba tài hình dung đẻ thành người thiện, nếu còn ganh dính ngã tương thì còn xa lắm con đường chỉ nhân. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, như pháp kính cảm ơn đạo tràng, như pháp kính lễ cô tu nữ tuệ duyên vừa vào đạo tràng. Và cô vào đạo tràng, cô có nghe được âm thanh của như pháp không, và cô có thể ôn bài không? Dạ, sa thú và kính mời cô. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thành đại đức Minh Mẫn, kính lễ với cô tu nữ cô Như Pháp và quý thiện nam tín nữ. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ ạ. Dạ, cảm ơn huynh Bát Thanh Á, cô Như Pháp. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Bát Cú số 112. Ná hòa, ná quát, ná quát, á ná hòa. Na hòa kara nam mát tê ná quanh nắp bóc khá ra tà gia hòa ở xa xa thu rù bồ na rù tí ít su kỳ mát đi thô. Na hòa kara nam mát tê ná quanh na bốc na ra ta ya hoa sa thu ru bo na ro it su ki mat cha ri sa tho na wa ka ra na mat te na wan na bốc ra ta gia hòa sa thu ru bo na ro ti ít su ki mat cha di sa thô. Không phải nói lương, không phải sắc đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh tham dối trá. Phổ thơ Hòa thượng Thích Minh Châu. Phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã vương thì còn xa lắm. Thì còn xa lắm con đường trí nhân. Phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Thầy, Nam Mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 262 ạ. Na wa ka ra na mat te na wa na bu ka ra ta ya wa sa thu ru po na ro ho ti Osiku mak cari sato na wakara na mate na wana bukara taya wa saturubo na roho tu isuki mak cari sato. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mắt đẹp thành được người lương thiện, nếu ganh tham dối trá. Đó là khổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu.
na wakara na matena wanapokara taya wa saturubo na rohoto isuki matjari sato. Phải đâu hùng biện đa tài, hình dung đẹp đẽ thành người thiện lương, nếu còn ganh dính ngã dương thì còn xa lắm con đường trí nhân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong rồi. Cảm ơn Minh Bát Thanh Na đã bắt bài. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được âm thanh. Dạ, cảm ơn Dung Phạm, cảm ơn Kina. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, sa thủ đành thai. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, cô Trần Đạo, Vĩnh Quát Thanh Ná, Dung Phạm, Pháp Nguồn, Đào Cai, Kina, cô Cẩm Vân và cô Sạc Đông. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn, Đào Cai đã ông bài pháp của kinh ngày hôm nay, mà rất là hoan hỷ để là có người hết than rồi hả cô Trần Đông, cho nên là không có dư giờ phải không? Dạ, rất là xa thủ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới ca khúc của kinh số 263. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Đá đã cho bài học. Như Pháp đứng mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ viên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tịnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức những từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 263. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân bích đến sư. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính tri ân bà con đã cho biết là nghe âm thanh rõ. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Tuần vừa rồi chúng tôi bận công chuyện đột xuất. Thường thì ở chùa mỗi một tháng có 2 ngày pháp lệ, thì chúng tôi đảm trách vào ngày 14, nhưng mà vừa rồi không có giảng sư, thành ra đó là sư Minh Tấn nhờ
tôi phải giảng. Thành ra đó là buổi vừa rồi chúng tôi không có lên sinh hoạt với rung được. Mong chư Tôn Đức và bà con chúng ta quan hỷ cho. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học câu kệ Pháp Cú số 263. Ở trong câu kệ này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thứ hai chúng ta học về duyên sự. Và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Yasacce tăng samuchinang. Yasacce tăng samuchinang. Đoạn thứ 2: Mulakhacchang samuhatang. Mulakhacchang samuhatang. Đoạn thứ 3: Sawantadoso metawi. Sawantadoso metawi. Và đoạn thứ 4: Sathurupotivuchati. Sathurupotivuchati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có 3 từ. Từ đầu tiên giá xá, đây là một quan hệ đại danh từ giá chia theo cách thứ 6 số ít. Thành nó có cái hình thức là giá xá. Giá mình dịch ra là nào, người nào. Thì nếu mà là cách thứ 6 thì mình sẽ dịch là của người nào. Từ thứ hai chê tăng, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra chá cộng với lại y tăng. Y tăng là y tá chia theo đối cách. Chúng ta thấy ở trong cái đoạn 1 và đoạn thứ 2 đều chia ở đối cách hết nè. Ăn là chia theo đối cách, tức là chia theo cách thứ 2 số ít á. Thật ra nó mới có cái hình thức là ăn. Y tá thì mình dịch đó là cái này, điều này, việc này. Đó, nhưng mà vì cái câu này đó là nối liền với cái câu kệ Pháp Cú số 262 đó, xin thưa quý vị. Thì cái câu kệ Pháp Cú số 262 đó là đang nói đến cái nói đến gì kìa. Đang nói đến các cái tính là ganh tị bủn xỉn rồi là xảo trá nè. Ganh bủn xỉn xảo trá đó thì chữ ê tá ở đây đó là nó đại diện cho cái đó. Thành ra dịch đó là cái chữ ê tá ở đây đó là cái tâm đó. Chữ ê tá ở đây đó mình hiểu đó, đó là đại từ chỉ định hay là đại từ chỉ thị đó. Thì ở đây chỉ định chỉ thị là nó thay thế cho một loạt những cái đức tính xấu của cái tâm. Từ cuối cùng samuchinang là samuchinna. Đây là một danh, một danh động từ đó. Samuchinna chia thành đôi cách. Samuchinna ngài Hòa Thượng Hộ Pháp ngài dịch là diệt đoạn tuyệt. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có 2 từ. Từ đầu tiên mu lá khách chăng là mu lá khách chá chia theo đối cách, cách thứ 2 số ít. Mu lá khách chá
chúng ta thấy có cái chữ mu lá nè, là gốc, là rễ. Thành ra là mu lá khách chá là bứng tận gốc rễ. Vậy thì hai cái từ đó mình thấy cũng hơi đồng nghĩa đó. Đồng nghĩa đó. Samuchinang nè, rồi là mu lá khách chăn nè. Mu lá khách chăn, mu lá khách chá là bứng tận gốc rễ. Từ tiếp theo, sang mu hát tăng là sang mu hát tá. Đây cũng là một cái danh động từ. Sang mu hát tá là quá khứ phân từ của cái động từ sang mu, mà sang mu hát lá tí đó là tiêu diệt, là dẹp bỏ. Vậy thì là sang mu hát tá đó, mình dịch đó là sự tiêu diệt, sự dẹp bỏ. Để coi đây ngài hòa thượng ngài dịch là gì. Không, ngài không có thấy, không có cái nghĩa riêng biệt gì cả. Như vậy chúng ta hiểu cả ba từ đó đó là đồng nghĩa. Trên phương diện hình thức viết thì chữ đó thì là khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa đó đều là giống nhau. Mình hiểu đó là dẹp bỏ, diệt bỏ, sạch sành sanh các cái gốc rễ của bất thiện. Đến đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba, từ đầu tiên xá, đây là một nhân xưng hay đại danh từ ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba xuất. Xá mình dịch đó là người ấy. Vì ấy. Từ thứ hai, quan tá đô xô là quan tá đô xá, chia theo chủ cách. Quan tá đô xá là một hợp từ, chúng ta tách ra quan tá cộng với là đô xá. Thì quan tá là một quá khứ phân từ của cái động từ quá mát tí. Quá ma tí nó có nghĩa là mửa ra, ói ra, rồi là bỏ ra, bỏ xuống. Thì quan tá là quá khứ phân từ, cho nên mình dịch ra là đã được bỏ xuống, đã được bỏ ra. Đô xá là sự sân hận. Quan tá đô xá là sự sân hận đã được bỏ ra, đã được bỏ xuống. Được bỏ ra, bỏ xuống, mình hiểu sân hận mà bỏ xuống rồi đó thì là hết sân hận. Sân hận đã được bỏ xuống, là sân hận đã được diệt sạch đó. Từ cuối cùng Metawi, Metawi, đây là một cái danh từ này, cả ba giống đều xài được. Metawi chia theo chủ cách, số ít, mình dịch đó là người trí hay là bậc trí. Đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có hai từ sa ru, sa thu ru po tí ha. Là sa thu ru po cộng với là ý tí. Thì ý tí đó nó sẽ đi theo với cái chữ là vú chát tí. Thì ý tí vú chát tí mình dịch là được gọi là. Rồi sa thu rupo là sa thu rupa chia theo chủ cách số ít. Sa thu rupa, nếu mà mình dịch vô, mình nhìn vô cái từ nè thì mình sẽ thấy nè ha, sa thu là thiện ha. Thiện là chỉ cho ở bên trong, còn rupa đó là sắc nè, là chỉ cho bên ngoài. Mà cái sắc nó đi chung với thiện đó, thì mình hiểu đây là sắc tốt. Do đó cái này nếu mà mình dịch, mình nhìn cho từ vậy để mà mình dịch á, thì chữ sa thu rupo đó là người, người
đẹp người, đẹp nết. À, còn nếu mà mình dịch theo từ điển đó thì sa thú rupa có nghĩa là người lương thiện hay là người có tính tình tốt. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Giá là ba ha. Cái câu 63 này nối với câu 262 đó, xin lỗi chị, thành ra có liên từ và này, và là để nối liền với cái câu bên kia đó. À, và ê tăng, cái tâm máy của người nào, à yasa ê tăng là cái tâm máy của người nào sa mốt chinh năng đã được diệt đoạn tuyệt. À, mu la khách chăng, à, phải cái mu la khách chăng đã được bận à, bứng tận gốc rễ. Phải sa mu ha tăng đã dẹp bỏ hoàn toàn hay là đã tiêu diệt hoàn toàn. Nếu mà đã tiêu diệt thì mình ở đây là cái tâm, cho nên mình phải dịch thể thụ động, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó rồi cái phẩy một cái ha, quan ta đồ sù mê tha quý bậc trí đã bỏ xuống ha, sự sân hận. Sa ha, bậc ấy sa thú rù, sa thú rù bồ tí ngũ chà tí được gọi là người lương thiện. Rồi dịch văn xuôi của Bali là dịch vậy đó, xin thưa quý vị. À, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 263. Kính riêng cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 263. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivayami svakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. À, cô Như Pháp thiếu rồi. Và cái tâm máy của người nào được diệt đoạn tuyệt, phải
được bứng lên tận gốc rễ, phải đã được tiêu diệt hoàn toàn, phải bậc trí đã bỏ sự sân hận xuống. Đó, thì phải người ấy hay là bậc ấy được gọi là người hiền thiện. Kính bậc chư tăng, kính thưa bà con chư Phật tử, hôm nay chúng đến câu kệ pháp cú số 263. Câu kệ này cùng với câu kệ pháp cú số 262, hai câu kệ này nằm ở trong phẩm Thâm Mát Thóc Bát Cá, là phẩm pháp trụ, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến nhiều vị tỳ kheo. Một lần nọ, đề cập đến nhiều vị tỳ kheo ở đây đó, mình hiểu đó ha, là nhiều, tức là từ hai vị trở lên đó thì được gọi là nhiều. Một lần nọ, khi nhìn thấy các tỳ kheo trẻ và sa di đi lo hầu hạ các vị thầy a cha của mình, như là giặt vũ y phục nè, nhuộm y phục nè, rồi là múc nước nè, quét dọn cốc liêu nè, vân vân, thì một số các cái vị tỳ kheo khác, các vị đại đức khác mới bàn tán với nhau. Nói rằng nè, chúng ta đường đường nè, là pháp sư nè, thông thuộc tam tạng nè, nhưng mà thông thuộc tam tạng nè, rồi thuyết pháp chỗ này chỗ kia lung tung chỗ vậy đó, nhưng mà không có vị tân tỳ kheo là si di nào phục vụ mình cả. Hay là bây giờ mình đến, mình bạch với Đức Thế Tôn, mình nói với Ngài vậy nè: bạch Ngài, chúng con đường đường cũng là các cái vị pháp sư thông thạo về kinh điển Phật ngôn, cho nên là xin Ngài hãy chỉ thị cho các cái vị tỳ kheo trẻ và các cái vị sa di kia đó, nói với các cái đó, nói với các cái vị đó đó, thì dầu cho các vị mà có tu làm với ai, ngoài cái bổn phận là phục dịch cho thầy Upachia của mình, tức là thầy hòa thượng, thầy tế độ của mình ra đó, phục vụ cho các cái vị a cha, tức là thầy giáo ra, thì cũng còn phải nên phục vụ đến các cái vị trưởng lão, phục vụ đến các cái vị pháp sư thông thạo tam tạng, vân vân. Đó, nếu mà mình đề cập đến Đức Thế Tôn vậy mà Đức Thế Tôn ngỡ ngí đó, thì chắc là mình có nhiều lời lạc lắm á. Bà con Phật tử người ta cũng dường mình ào ào luôn á. Bà con Phật tử người ta sẽ cung kính mình ào ào luôn á. Danh xưng lúc đó của mình á, sẽ tiến bộ rõ rệt á. Các vị này nghĩ vậy, cái bắt đầu mới đến bạch với Đức Thế Tôn. Thì sau khi Đức Thế Tôn nghe các cái vị này trình bạch lên ý nghĩa của mình vậy đó, thì Ngài biết đó ha. Đức Thế Tôn nghe Ngài biết đó, trong giáo pháp này nè, khi mà mình vào sống ở trong giáo pháp này đó, thì là người nhỏ đó, thì là phải có cái bổn phận đối với người lớn hơn. Tức ngoài cái chuyện là kính ra nè ha, lễ phép ra nè, thì còn phải có cái sự hầu hạ phục dịch. Nhân đây đóng mặt mở mặt ha, xin thưa quý vị, hồi thời mà Thượng Tọa Thiện Minh còn sống đó, thì Thượng Tọa Thiện Minh cũng đã nương theo cái này. Thành ra đó là tỳ kheo nào mà trên sáu hạ trở lên, thì lúc đó đó sẽ được chư tăng ha, ở trong chùa đó thống nhất chỉ định cho một vị sa di hoặc là một vị tân tỳ kheo đó phục dịch cái vị đó. Lúc đó chúng tôi cũng có được dự phần đó, nhưng mà thấy rằng ha,
mình cũng còn khỏe mạnh ha, cũng còn tay chân cũng còn đi lui đi tới, cũng còn làm việc này việc kia vậy đó ha. À, mà phải nhờ các vị dầu cho người ta mới tu đi nữa đó ha, người ta phục vụ mình đó, thì thấy nó không hay lắm. Một là bản thân của mình cảm nhận ha, đôi khi mình cũng còn dễ vui này kia nọ, thì khi mà mình có dễ vui này kia nọ vậy đó, thì là mình không có xứng đáng nhận được cái sự phục vụ đó. Đó rồi nữa nè ha. À, người ta mới tu thì người ta cũng cần có nhiều thời gian để người ta học hành rồi này kia nọ. Rồi đôi khi đó qua cái chuyện mà phục vụ mình đó, làm người ta mất đi thời gian, làm người ta mất đi cái cơ hội để người ta được học hành, được có cái sự tiến bộ. Cho nên chúng tôi không có nhận. Rồi nhân đây cũng nóng mặt mớ ngoặt nói thêm quý vị một tí nữa. Đó là khi nào ha mà chúng ta học giáo lý này ha, biết về lời dạy của Đức Phật, lúc đó ha mình có được một cái niềm tin đối với Phật nè, đối với Pháp nè, đối với Tăng nè. Dĩ nhiên cái niềm tin này nó còn nhiều hơn xin quý vị ha. Ví dụ như là tin đối với công năng của giáo Pháp, là tin có quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân nè. Thì khi mà mình tin vậy đó thì tất yếu ở trong đó sẽ có một điều nữa, đó là gì ạ? Là mình tin có nhân quả nghiệp báo. Kammika. Kammika Sattha là niềm tin về nhân quả nghiệp báo. Thì khi mà mình có cái niềm tin đó đó, thì niềm tin đó phải được dựa trên cái cơ sở của sự hiểu biết. Nếu bản thân của mình này, là người lớn, người lớn ở đây đó xin thưa quý vị ha, là người lớn ở trong đạo và người lớn luôn ở ngoài đời. Người lớn ở trong đạo tức là người tu lâu, còn người lớn ở ngoài đời đó là người lớn tuổi. Thì khi mình được cung kính thì xin thưa quý vị ha, đó nó do nhiều nhân. Thì ở trong đó đó nổi bật là hai nhân. Một là đời xưa kiếp trước mình có tạo cái nhân cung kính phục vụ người khác, thì đời này kiếp này mình sẽ được cung kính phục vụ. Còn đời xưa kiếp trước đó mà mình không có tạo, mình làm không có nội người ta không, đời này kiếp này thì là đừng có hòng để có được người khác người ta hầu hạ phục dịch mình. Xin thưa quý vị, từ cái chỗ này nè, cái bắt đầu bà con chúng ta mới rà soát ở trong đạo cũng như ở ngoài đời đó, chúng ta mới thấy ha, cũng có nhiều người danh cao chót vót mà nhưng mà cô đơn. Cũng có nhiều người đó là không có danh vọng chi chi cả, thậm chí cũng không có giàu có rồi lắm đâu, nhưng mà là cái gì, có hội chúng bao vây ha, rất là đập. Đó là dựa trên cái cơ sở của nhân quả nghiệp báo vậy đó. Đời xưa kiếp trước mình có tạo nhân thì là đời này kiếp này mình sẽ được hưởng quả, thứ nhất. Thứ hai đó ha, là do cái phẩm hạnh của mình. Mình mà sống đúng với cái cương vị của mình đó, thì tất yếu mình sẽ có được cái kết quả. Như người tu hành ha, mình sống đúng với người tu hành đó, thì mình không được người này phục vụ thì cũng được người khác phục vụ. Còn như ở ngoài đời đó, mình làm cha, mình sống đúng theo kiểu cha đó, là như là bổn phận của người cha đối với con đó. Thì ha, mình không có được người con này phục vụ thì cũng được người con khác phục vụ. Giả sử như mà tất cả những cái người con đó, đó do một cái nhân duyên quá khứ nào đó đó, bây giờ nó ngỗ nghịch, nó hỗn hào, nó không phục vụ mình thì cũng được người dân nước lạ người ta phục vụ mình. Mình phải khi mà mình tin Phật Pháp Tăng thì mình cũng phải hiểu và tin luôn lý nhân quả nghiệp báo vậy đó. Đó, được phục vụ hay không là đều có cái nhân cái duyên của nó ha. Đó chứ giờ mình có muốn đó thì xin thưa quý vị cũng không có được. Đó rồi khi mà mình được đó ha, thì giờ mình có muốn từ chối đó thì nó cũng không có được. Đại loại là như vậy. Thì theo cái tinh thần của Phật giáo đó ha, là người nhỏ thì phục vụ người lớn vậy. Nhưng mà ở đây đó, Đức Thế Tôn Ngài hiểu, Ngài thấy ra
cái yêu của các vị này có cái gì đó sai sai. Có cái gì đó sai sai thì quý vị nghe chúng tôi trình bày vậy, từ nãy giờ đó quý vị thấy các cái yêu cầu của các vị này có cái gì đó sai sai không? Có, xin thưa quý vị. Là sai sai ở đây đó là vì các cái gì này nè, chú trọng đến lợi đắc danh vọng cung kính thôi. Chứ không có phải đó là cần thiết cái sự phục vụ đó để hỗ trợ thực hành sa môn pháp. Nếu mà thật sự hỗ trợ để thực hành sa môn pháp thì cái phục vụ đó, đó là đúng đắn, là chân chánh. Nhưng mà cái phục vụ đó để là nhân, là duyên khiến cho các cái gì được phục vụ này nè tăng trưởng thêm hay là tăng trưởng lên lợi đắc danh vọng cung kính đó, thì cái sự phục vụ đó là không, sự phục vụ đó là không cần thiết, sự phục vụ đó là không có đáng. Thế tôi nói ra vậy, thành ra ngày mới ngày không có nói gì cả, mà ngày dạy vậy là ngày nói ta không gọi các thầy đó là người lương thiện sa thú hu bô, chỉ vì các thầy, chỉ vì các ông đấy, chứ nói thầy nó hơi kỳ vậy, chỉ vì các ông đó là các vị pháp sư thông thuộc tam tạng. Người nào đã cắt đứt được các pháp bất thiện, nhất là sự ganh tị bằng a la hán thánh đạo đó, thì người ấy được gọi là người lương thiện. Thì theo cái mạch văn này đó, ở đây mình có thể là người xứng đáng được nhận các cái sự phục vụ đó. Nói vậy xong cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Chúng ta đã học xong câu kệ pháp cú số 262, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 263. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Yassa che tăng samuchinang mu la khat chang samuha tăng sa wan ta do so tha wi sa thu ru po tiu chati. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân, được gọi người hiền thiện. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: Cắt đứt trọn vẹn thúc thần ganh tham bấn gốc ngã căn tận trừ, diệt sân thanh tịnh tâm tư, người như vậy đấy xứng từ trí nhân. Ngày hình như ngày dịch nó hơi thất thoát rồi ha, xin thú vị ha, ngày Giới Đức ngày dịch hơi thất thoát rồi. Rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái bản dịch để chúng ta hiểu từ ngữ ở trong cái câu kệ Bali 263 này. Rồi qua duyên sự là những cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali. Nhờ những cái duyên sự này để chúng ta hiểu được ý nghĩa, và chúng ta hiểu mà càng rõ ràng, càng sâu sắc ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dễ dàng ứng dụng vào ở trong đời sống của mình nhiều bao nhiêu. Có ứng dụng pháp của Phật vào đời sống thì mình sẽ có được những cái an lạc hạnh phúc nhất định. An lạc hạnh phúc đó có thể là mình sẽ trở thành thánh nhân. Rồi nếu mà không trở thành thánh nhân thì là mình đang tạo cái điều kiện hay là những duyên đời sau kiếp khác đó. Một là mình cũng được gặp chánh pháp, thứ hai là mình cũng có được cái đời sống nó đỡ hơn, tốt hơn, an lạc hơn. Cái lợi lạc của cái việc nghe pháp là như vậy đó. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau mổ xẻ tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Càng rộng càng sâu, chừng nào càng tốt chừng đó, để chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Câu kệ Bali 263 này niết
nối tiếp với câu kệ pháp cú số 262. À, ở trong câu kệ pháp cú số 262 đó, à, thì ở đó đó ha, cái bản dịch tiếng Việt là như vậy nè. À, không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp mà thành lương thiện. Nếu con người ganh tị, sang tham và dối trá. Sang tham và dối trá. À, thì cái câu kệ pháp cú số 262 đó cho mình hiểu cái đại ý vậy nè ha. Là nếu mà mình chỉ đẹp cái mã thôi. À, mình đẹp cái mã thôi hay là mình đẹp cái vẻ bên ngoài thôi. À, nhưng mà bên trong đó thì nó thúi rầm á, à, thì lúc đó đó không có thực sự được gọi là đẹp hay không thực sự được gọi là lương thiện. À, lương thiện khi nào nè, mình đẹp người rồi, à, thì cũng phải đẹp nết luôn đó thì mới được gọi là lương thiện. À, thì xin thưa quý vị đó, cái bề ngoài đó, à, cái đẹp người đó, à, thì cũng do nghiệp quá khứ, xin thưa quý vị, à, cái sắc pháp mà hình thành nên mình đây nè, ở đây được gọi là sắc nghiệp. À, sắc nghiệp này đó là do nghiệp quá khứ nó tạo. À, như chúng ta học về 12 nhân duyên đó, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc. Đó là do đời xưa kiếp trước trước mình còn vô minh, thì thành ra đời này mình mới còn luân hồi nè, cho đời xưa kiếp trước mà mình hết luân hết vô minh thì đời này kiếp này mình còn mình không có xuất hiện ở trên cái cuộc đời này nữa. Đó thì vì do vô minh đó ha, cái nó mới khiến cho mình là nói, làm, suy nghĩ. À, thì nếu mà mình nói, làm, suy nghĩ đó đó mà thuộc thiện, à, và cái thiện đó đó là thiện ít thôi. Đó, mình nói theo chuyên môn đó là thiện dục giới thôi, à, hoặc là thiện sắc giới thôi, à, chứ chưa có được thiện siêu thế. À, thì cái thiện dục giới, thiện sắc giới đó đó ha, thì cái đó mình gọi là hành. Nhưng mà hành đó đó là nghiệp hành, à, nghiệp hành thiện. Đó là thiện. Thì cái nghiệp thiện đó đó nó mới tạo ra cái quả thức. Đó thì nghiệp thiện nó sẽ tạo ra là 8 đại quả, đó là gọi là duyên cho thức đó, 8 đại quả đó là thức. À, cái 8 đại quả đó nó mới dẫn đi đầu thai, hay là dẫn đi tái sanh. Đó thì 8 đại quả đó đó, à, nó mới đồng sanh với sắc nghiệp, hình thành nên chúng sinh ở cõi ngũ uẩn. Ví dụ như là con người của mình đây, đó con người của mình đây, đó thì nghiệp thiện đó, đó nó tạo ra cái quả thiện dẫn đi tái sanh. À, rồi nghiệp thiện đó đó nó cũng tạo ra sắc nghiệp đồng sanh với cái quả thiện đó. À, thì sắc nghiệp mà do nghiệp thiện nó tạo ra thì xin thưa với bà con, sắc nghiệp đó đó phải là sắc tốt. Dạ, sắc tốt. À, thì khi đó đó ha, sắc nghiệp đó, sắc nghiệp trước hết mình hiểu sắc nghiệp là gì nè. À, sắc nghiệp đó thì nó có là bọn nữ tính nè hay bọn nam tính nè. Mình là nam tính thì mình chỉ có bọn nam tính thôi chứ không có bọn nữ tính. Còn nếu mà là nữ tính thì là chỉ có bọn nữ tính thôi chứ không có bọn nam tính. À, bọn nam bọn nữ nè ha, một trong hai. Rồi là bọn nhãn tức là cái con mắt của mình nè. À, bọn nhĩ là cái lỗ tai của mình, bọn tỷ là cái lỗ mũi của mình, bọn thiệt là cái lưỡi, bọn thân là nguyên cả cái thân này, đầu mình tay chân đó. À, rồi là bọn y vật. À, bọn y vật. À, nếu mà mình ở cái cõi người mình đó ha, đó thì là một cái loại vật, à, vật chất để cho tâm nó nương vào thì đó được gọi là bọn y vật. À, bên cạnh bọn y vật đấy thì còn có bọn mạng quyền. À, bọn mạng quyền đó nó duy trì cái sự sống còn của mình. À, thì nếu mà bọn mạng quyền này được tạo ra cái nghiệp thiện đó ha, thì bọn mạng quyền này đó, à, nếu mà không có bị đoạn nghiệp đó thì có thể duy trì cái tuổi thọ của mình đến 74, 75 năm hoặc là hơn.
Đó thì ở đây đó chúng tôi muốn nói là gì? Nghiệp thiện mà nó tạo ra các cái loại sắc nghiệp này nè, thì nó hình thành nên thì theo quý vị là con người đẹp đẽ hay là con người xấu xá? Đẹp. À, các cái loại sắc nghiệp này do nghiệp thiện tạo ra mà, thì thành ra đó là con mắt có thể đó là gì? À, mắt bồ câu, à, mũi dọc dừa, à, sắc đó thì là cái thần kinh thân này nè, à, da dẻ mịn màng, à, cao to đẹp trai đẹp gái, à, thì lúc đó nó hình thành nên cái nét đẹp ở bên ngoài, da nét đẹp bên ngoài vậy đó. À, nhưng mà xin thưa quý vị ha, đó mới nét đẹp bên ngoài thôi. À, mà mình hiểu chúng sinh trong cõi ngũ quẩn này thì ngoài có ngoài ngoài sắc ra thì còn có danh nữa, à, tức là còn những cái thành phần ở bên trong đó, thì cứ hễ mà là phàm phu, à, phàm phu đó thì xin thưa quý vị ha, ở một cái câu kệ khác Đức Thế Tôn này nói cái thân này nè ha, đó là được hình thành nên từ cái gì ạ? Mấy trăm cái đốt xương nè, à, được các cái sự gân kết nối nè, à, được tô trét bằng máu và thịt, được da bao bọc xung quanh, đó cái thân của mình là vậy đó. Rồi bên trong là gì? Chất đầy mạng và dối trá lừa đảo, đó là cái bản chất của phàm phu. Khi nào mà mình chưa có trở thành thánh đó, ha, còn là phàm đó, thì những cái đức tính xấu đó, đó nó vẫn cứ hiện bày, nó vẫn cứ nổi trội. À, nhưng mà khi mình còn là phàm đó đó ha, mà mình có biết về lời dạy của Đức Phật nè, à, mình có học giáo lý nè, hiểu tin, mình thực hành theo, thì bây giờ do những cái lời dạy của Đức Phật này nè, nó áp chế, à, nó ngăn ngừa, nó ngăn chặn, nó đẩy lùi đi các cái thói hư tật xấu đó, à, thì lúc đó đó ngã mạng nè, lừa đảo dối trá ganh tị rồi nè, do mình hiểu. À, mình hiểu được nó là cái gì, cái nguy hại, cái hậu quả của nó ra làm sao, cho nên đó là mình tập từ bỏ dần 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 dần, thì từ bỏ dần dần các cái thói hư tật xấu bằng cách thay dần các cái đức tính lành, đức tính tốt. Với những ai mà làm vậy đó thì là người đó ra mới đẹp người nè, rồi có đẹp hết. Còn những ai mà không có làm vậy đó thì là chỉ có đẹp người thôi, chứ không có đẹp nết. À, thì ở đây chúng tôi mới nói với bà con là cái nghiệp thiện, à, nơi dẫn đi tái sanh hình thành nên cái thân ngũ quẩn này nè. À, nhưng mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy xem coi ha. À, con người mình sanh ra ở trong cõi người này thôi nè, thì mình thấy đâu có ai giống ai đâu. À, không ai giống ai cả. À, người cao thấp, mặt ốm, rồi là mình mà so sánh chi tiết nữa đó thì là ha, con mắt nè ha khác nhau, là lỗ tai đó khác nhau, tính ha, thị lực đó, tức là cái nhìn của cái con mắt đó ha, sáng tỏ đó mình gọi là thị lực, ha, thị lực khác nhau nè, thính lực khác nhau nè, khứu lực khác nhau nè, vị lực khác nhau nè, ha, rồi là gì, xúc lực đó cũng khác nhau, ha, cái khác khác đó đó. Mặc dù là con người ha, con người là do nghiệp thiện ha, tạo ra quả thiện dẫn đi tái sanh hình thành nên con người ha, nhưng mà trong cái nghiệp thiện đó đó nó cũng có cái khác khác, xin thưa quý vị, ha, cái khác khác đó đó mình hiểu là gì, cái nghiệp thiện đó đó yếu kém ha, hoặc là mạnh nè, rồi cái nghiệp thiện đó đó ha, còn có ha, dây mơ rễ má đến các cái nghiệp bất thiện ha, thành ra đó là gì, con người hình thành nên nó mới có cái sự khác khác như vậy. À, nhưng mà giàu khác hay là giống giống đó, khi mà mình trở thành con người đó thì xem như là gì, mình cũng có được một cái vẻ bên ngoài tương đối là dễ nhìn rồi đó. À, tương đối là dễ nhìn rồi đó. Đó rồi, ha, giờ với những ai đó mà nhận ra, à, thấy ra, hiểu ra vậy đó. À, vậy ở đây tức có nghĩa đó là mình được làm người vậy nè, là mình may mắn, là mình hạnh phúc hơn con bò, con heo, con chó, con gà, con vịt, con rắn, con rít, con mũi, con thằn lằn, con kiến, con gián, vân vân. Là mình đã có được cái hình thức bên ngoài rồi nè, là đẹp, đẹp ngoài rồi nè. Bây giờ mình cố gắng trao dồi để cho đẹp bên trong luôn. À, đẹp bên trong luôn.
Đó thì đẹp bên trong đi, là mình phải cố gắng ha, thay đổi dần dần các cái thói hư tật xấu thành những cái đức tính lành, đức tính tốt. À, thì ở trong cái duyên sự của cái câu kệ này đó, à, Đức Thế Tôn ngài trình bày đến một mảng, à, một, mình hiểu là một mảng hay là một khía cạnh trong đời sống của một người, mà người này đó là người tu. À, thì mình hồi nãy chúng tôi trình bày cho quý vị ha, ngoài mình hiểu người tu ra còn có người đời nè ha, rồi người đời đó mình cũng có thể đó lấy cái hình ảnh của người tu này nè để mà mình bắt chước. Người tu cũng có thể lấy cái hình ảnh của người đời để bắt chước. Dạ, để bắt chước nha, xin thưa quý vị. À, thì ở đây đó ha, à, người tu mà các cái vị này đó là pháp sư á, lầu thông tam tạng á, ta đây là pháp sư nè, ta đây lầu thông tam tạng nè, thuyết pháp chỗ này chỗ kia vậy đó, mà tự nhiên không có ai hầu hạ phục dịch hết. À, vậy thì làm cho lợi đắc danh vọng cung kính đó, nó cũng giảm bớt đi chứ. À, nếu mà mình có vậy đó, à, thì là lợi đắc danh vọng cung kính của mình nó sẽ tiến bộ hơn. À, như vậy thì với cái người mà có ý nghĩ như vậy đó thì tức có nghĩa là cái gì, cái lòng tham của người này còn nhiều. Dạ, lòng tham còn nhiều đó, thì vì có tham vậy cho nên mặt trái của tham là gì, là sân. Phải không, xin thú gì à, mà sân là nó đi nguyên một bộ. Bà con chúng ta học ví dụ pháp đó, sân nè thì nó đi nguyên bộ, đó là gì, sân nè, tật nè, lặng nè, hối nè. À, mà mình nói theo ngôn ngữ thông thường là gì, sân giận nè, ganh tị nè, uống xỉn nè, ăn năn hối hận, đó nó đi nguyên bộ vậy đó. À, vì do mình mong muốn ha, ước muốn mộng có vậy đó, cái thành ra là gì, mình dòm, mình ngó, mình thấy người kia đó, à, là pháp sư hoặc là không phải pháp sư, mà tự nhiên ta có cái mình tức, à, mình ghét. À, như bà con của chúng ta ở ngoài đời đó ha, ví dụ như mình ha, đường đường cũng là gì, là cha, là ông nè, à, là chồng, là vợ nè, à, là cấp trên cấp dưới đó, à, mà mình không có được cái sự cung kính nè, mình không có được cái sự kính trọng nè, mình không được cái sự phục dịch nè, mình không được cái sự giàu có nè, mình không được của cải giống người khác. Và khi mình thấy người khác đó, mình cũng khởi lên cái sự tức, ghét, ganh. Dạ, ghét, ganh, ha. Tức nè, ha. Ghét nè, ganh nè. Đó, rồi là gì? Muốn xỉn. Đó là không có muốn mất đi. À, rồi là gì, khi mà làm cái gì sai cái bắt đầu là ăn năn hối hận, à, hoặc là gì, cơ hội vượt khỏi tầm tay ra là tiếc nuối nè. Đó thì xin thưa quý vị, những cái đức tính này là những cái đức tính xấu, những cái đức tính không tốt. À, ngay khi những cái đức tính đó mà nó khởi lên đi thì là cũng khiến cho mình đó là nóng nảy, bực bội, bồn chồn, khó chịu rối. Dạ rồi, một khi ha, những cái đức tính đó nó khởi lên đó, mà nó được bài tiết, cái xin thưa quý vị, à, được bài tiết, được bộc phát qua lời nói, qua việc làm của mình thân hành đó, à, thì khi đó đó mình tạo ra, à, khẩu nghiệp sân, thân nghiệp sân. Khẩu nghiệp sân được tạo ra, à, thì tất yếu mình sẽ phải bị chịu cái hậu quả khổ đau. Thân nghiệp sân được tạo ra thì cũng tất yếu dẫn đến cái hậu quả đó là khổ đau. À, như cái mình thấy như cái gì, mấy vị này ha, mấy vị này thấy các cái vị khác ha, người ta có người rồi đó, mình đường đường to vậy ha, không có ai phục dịch. Đó, cái bắt đầu là gì? Thấy mấy vị được phục dịch đó, cái ghét. Đó, ghét thì lúc bằng lời nói là gì? À, nói quạnh nói khóe nè ha, hoặc là gì, chửi bới nữa vân vân. Đó thì khi đó là đang tạo ra khẩu nghiệp bất thiện này nha. Mà giả sử nha, đối tượng những cái gì mà được phục dịch đó, đó những cái gì đó mà là thánh đi, thánh tức là người đẹp 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 đẹp, người đẹp nết thì sao đi đó, thì lúc đó quý vị tưởng tượng đi ha, cái hậu quả mà nó phản về, nó phản ngược trở lại đó, nó nặng khủng khiếp kinh khủng dường nào. À, mình nhận ra hậu quả khốc liệt, nó nặng nề vậy đó, thì từ cái chỗ đó đó mình mới từ bỏ, à, mình mới giảm dần dần đi các cái thói hư tật xấu này,
thì các cái thói hư tật xấu này mà nó được giảm dần vậy đó, thì là những cái đức lành đức tốt đó nó thay thế ha. Tu là mình phải tập từ từ vậy đó xin tu gì à, chứ không phải là đùng cái bắt đầu mình có thể được sân đâu. Theo quý vị có thể bỏ được không? Khó lắm đó nha, chứ không phải dễ đâu á. À, khó vô cùng khó luôn đó. Như là thời kỳ Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này ha, mình thấy có nhiều người đã nghe Đức Thế Tôn thuyết con câu kệ à, rồi cái người ta chứng đắc A-la-hán, thì khi mà chứng đắc A-la-hán lúc đó người ta đâu còn sân hận nữa à, ta đâu còn tham lam gì nữa. Nhưng mình nghĩ là nó dễ quá, nhưng mà kỳ thật ra xin thưa quý vị, để chứng đắc được bởi vì A-la-hán đó đó ha, người ta đã tập bao nhiêu xin thưa quý vị, ít lắm đâu phải 100.000 đại kiếp à, phải 100.000 đại kiếp đó chứ đâu có phải là dễ đâu. Rồi bây giờ cỡ mình này ha, mình nhắm coi mình đã tập được bao lâu rồi à, à, mình phải có một cái sự so sánh vậy à, thì lúc đó đó à, mình thấy được cái sự nỗ lực của người ta đó đạt đến dường nào, cái sự nỗ lực của mình đó đạt đến dường nào à, thì từ cái chỗ đó đó mình mà còn sợ hãi đối với các cái loại quả khổ này đó thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa à, để loại bỏ các cái thói hư tật xấu này, thay thế bằng cái đức lành đức tốt, và cứ tập dần như vậy thì đến một lúc nào đó đó à, mình sẽ là gì ạ à, ê tăng sa mút chinh năng, rồi là ê tăng mu kha mu la khách chăng, rồi ê tăng sa mu kha tăng à, tức là diệt đoạn tuyệt cái tâm ấy à, rồi bấn tận gốc rễ cái tâm ấy, tiêu diệt hoàn toàn cái tâm ấy, thì cái tâm ấy là tâm gì à, theo cái duyên sự này đó thì cái tâm ấy đó là tâm nào à, theo cái duyên sự này đó thì cái tâm ấy đó là tâm à, đâu rồi Isuki à. À, rồi là gì? Machari. Rồi là Sato. À. À, Isuki là gì? Là ganh tị hay là ganh ghét đó. À, Machari là muốn xỉn. À, Sato là Satha là sự dối trá. À, sự dối trá nè, rồi là sự gian manh. À, lọc lừa. À. À, bứng tận gốc rễ những cái loại tâm này nè à, mà những cái loại tâm này hồi nãy chúng tôi trình bày cho quý vị đó là nó đi nguyên một nhóm là sân, sân hận ha, rồi là gì, ganh tị, rồi là bủn xỉn, rồi là ăn năn hối hận. Mà tại sao có nguyên nhóm này thì xin thưa quý vị đó, cái nhóm này nè nó đối ngược lại với là, hay là mình nói là cái mặt trái của tham. À, tham tức là thích thú nè, là ước muốn nè, là mong cầu nè, là dính mắc nè, lắm nhiễm đó à, như các cái gì này đó là còn mong muốn nè, ước muốn được người khác ta phục dịch à, mong muốn ước muốn nè, được người khác người ta cúng dường cho cái này cái kia, mong muốn ước muốn đó là được người khác người ta cung kính mình, người ta tôn trọng mình đó, thì từ cái chỗ đó đó mới dẫn đến là gì à, có cái sự ganh tị. À, khi mình muốn được à, cúng quải, không có được à, cung kính phục vụ, mà người khác lại được cung, à, cúng quải, cung kính phục vụ à, thì bà con chúng ta sống ở trong đời cũng vậy. Tại làm sao đó, ông chồng này mà mình không được chồng kia, mình được bà vợ này, mình không được bà vợ kia, mình được con này, loại người con này mà không được loại người con kia, mình được thân bằng quyến thuộc này mà không được thân bằng quyến thuộc kia. À, cái mà mình có đó à, cái bắt đầu mình cho là gì, hơi yếu, hơi dở hơn người khác. Tại sao mình được cái của người khác đó, thì từ cái chỗ đó cái bắt đầu là gì, mình mới ganh tị này, ganh ghét với cái người khác người ta có đó à, và rồi gì, mình cũng buồn xỉn luôn à, với những cái mà mình có, mình muốn cho ra à, hai cái mặt này nó đối lặp lại ha, nó mặt trái mặt phải của nhau vậy đó. Thì xin thưa quý vị ha, à, dầu cho mình mong cầu ước muốn thích thú nắm nhiễm vào một cái gì đó đó ha,
thì cũng là cái nhân ha, để tạo ra cái quả khổ rồi ha. Dù cho mình có bực bội tức tối ganh tị bủn xỉn là ra năng hối trải cái gì đó đấy ha, thì cũng là nhân tạo ra cái kết quả khổ sau này. Khổ sau này thì không cần đợi đến sau này đâu, mà ngay khi ngay khi mình khởi lên tâm tham đó, ước muốn mong muốn có được cái gì đó, thì khi đó đó ha, mình cũng đã bị bồn chồn lo lắng đó rồi. Đó rồi nè, khi mà mình bực bội tức tối ganh tị vậy đó, thì ngay khi đó đó mình cũng đã cảm thấy nó nóng nảy rồi, nó bực bội là nó khó chịu rồi. Sau này đó mình lại càng chịu cái quả khổ nó nhiều hơn đó. Ai thấy ra vậy thì bắt đầu chúng ta cố gắng tập dần dần vậy đó, cứ bắt đầu đến lúc nào đó do mình tập riết vậy đó. Có công mài sắc có ngày nên kim đó, cứ mài riết đó. Nó bắt đầu là gì, tham lam nó bị mòn riết, sân hận bị mòn riết, đến lúc nào đó không còn tham lam, không còn sân hận nữa, thì xem như là lúc đó đó mình diệt đoạn tuyệt tham lam sân hận, bứng tận gốc rễ tham lam sân hận, tiêu diệt hoàn toàn tham lam sân hận đó, thì lúc bấy giờ đó mình mới thật sự được gọi là gì, người đẹp, người đẹp nết đó sư quý. Thì cái nết này nè mới là trọn vẹn, cái nết này nè mới là hoàn hảo. Nhưng mà xin thưa ha, mình thôi ha, từ bỏ đi cỡ chừng thân kiến hoài nghi thôi, thì lúc đó là cái nết nó cũng đẹp lắm rồi đó. Đó thì ước mong qua cái bài giảng đề tài là câu kệ pháp cú số 63 này nè, bà con chúng ta nhận ra được cái gì là xấu, cái gì là tốt, để rồi chúng ta cố gắng nó từ bỏ đi những cái xấu và làm tăng trưởng lên những cái tốt, để một ngày nào đó mình trở thành đó là người sao, đó là người có tính tình tốt đẹp, hay là người đẹp, người đẹp đó. Ước mong tất cả chúng ta đều trở thành phu phu trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 283 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, còn mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Mong phước này sẽ hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiếng an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bồ Tát Sa Phạm Mang Lăng Ra Khanh Thư Sáp Bề Đề Quán Tán Sáp Bồ Bồ Đà Nữ Phạ Quê Nơ Sa Đà Sở Thị Phong Anh Tư Tê Bồ Tát Sa Phạm Mang Lăng Ra Khanh Thư Sáp Bề Đề Quán Tán Sáp Anh Hàm Ma Nữ Phạ Quê Nơ Sa Đà Sở Thị Phong Anh Tư Tê Bồ Tát Sa Phạm Mang Lăng Ra Khanh Thư Sáp Bề Đề Quán Tán Sáp Anh Hàm Ma Nữ Phạ Quê Nơ Sa Đà Sở Thị Phong Anh Tư Tê. Tất cả phu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng
Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara vasini hupe gare bodhi gare tahin tahin